Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Lại với một video bên em test thử chất âm trọn bộ hát karaoke gồm một đôi loa Audio Center 10 cộng và một chiếc đẩy Audio Center có mã là VA401. Đấy, một dòng đẩy rất đẹp, thiết kế rất đẹp của hãng Audio Center, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, và một chiếc vang cao cấp của hãng Bactiao có mã là A8 và một bộ mic Beyer vì tím đời cao chót vót. Với một bộ này em sẽ gửi cho một bác khách, bác ở trong miền Nam, bác đã đặt hàng và ủng hộ bên trung tâm chọn bộ hát karaoke này. Trước khi em sẽ test thử chất âm thì em cũng quay hướng dẫn bác cách kết nối. Cách kết nối thì nó rất chi đơn giản thôi. Đây là một dây quang nhé, dòng vang A8 đời cao này, thì bác chỉ cần cắm dây quang từ TV ra nhé. Thì bác cắm được dây này vào là nó sẽ truyền tín hiệu âm thanh ở TV ra. Và đây cái dây ca lông này, em sẽ kỷ niệm bác này, cả dây quang, cả dây này. Bác nhớ cắm ngõ này ra, sẽ đường hai loa center kia. Và dây mic thì đây rồi, dây mic truyền từ tín hiệu mic không dây xuống đầu vang. Thế thôi, còn kết nối dây loa thì bác cài vào đây, một đỏ, một đen sẽ vào một cực của loa này. Cứ một đỏ, một đen là sẽ được hai loa nhá. Cứ như thế là rất đơn giản thôi. Và bên em sẽ setup căn chỉnh cho bác hài hòa và phù hợp nhất. Và cái mã Audio Center, mã này là mã đời rất cao nhé các bác nhé. Mã màu cà phê này, rất đẹp. Em sẽ quay về cái thông số cho bác nhé. Audio Center có mã là PEP 10 cộng, đời cao chất vót này, rất đẹp nhé, rất đẹp. Và mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm. Quên, chưa báo giá các bác nhé. Chọn bộ sản phẩm này thì nó vào 10 triệu 20 triệu nhé, quên mất. Cả bộ này 20 triệu đồng, cả mic, cả vang, cả đẩy, cả loa. Chọn bộ này, mời toàn thể các bác thưởng thức nhé. Chất âm của dòng loa Audio Center phối ghép với chiếc đẩy VA401 nó đưa ra chất âm rất hay nhé, ấm áp, và từ lời ca của nó rất sáng nhé. Các bác hát karaoke thì nó quá tuyệt vời. Em sẽ alo 1-2 câu để các bác thưởng thức nhé. Alo, 1-2-3-4-5. Alo, nói về cái chất âm, về đường mic, đường nhạc, nói chung là quá hay. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm xịn sò, chất lượng, các bác alo cho em nhé. Và cảm ơn bác khách ở trong miền trong, bác ủng hộ bên trung tâm. Và các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm xịn thì các bác cứ alo cho em qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video.